Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của Nam anh chị nhé. Trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím dưới mục comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Cảm ơn anh chị. Hôm nay thì chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ năm, ngày 12 tháng 10 năm 2023. Hôm nay thì đầu phiên sáng của chúng ta có một cái sự hưng phấn của thị trường theo cái đà tăng mạnh vào cuối phiên ngày hôm qua. Tuy nhiên thì thị trường không duy trì được cái sức mạnh đến cuối phiên chiều, thì có diễn ra một cái sự giằng co khá là mạnh vào cuối phiên, có những lúc đỏ điểm, có những lúc kéo lên xanh, và kết phiên thì index đóng cửa tăng 0,8 điểm, tương đương với 0,07% về cái vùng 1.151,61 điểm. Chúng ta có 14.400 tỷ giao dịch được trong ngày hôm nay. Thanh khoản thì có cái sự cải thiện, số lượng mã xanh mã đỏ thì tương đối là cân bằng với 242 mã xanh và 226 mã đỏ. Về các cái nhóm ngành thì sáng ngày hôm nay thị trường hưng phấn, chứng khoán thì đều xanh hết anh chị. Nhưng mà đến cuối phiên thì chúng ta chỉ còn lác đác một vài mã xanh thôi, như là HCM, như là VCI. Còn nhóm banh thì xanh đỏ đan xen, nhóm thép thì cuối phiên cũng đỏ. Hôm nay thì Hòa Phát và Nam Kim bị bán tương đối, Hoa Sen thì quanh tham chiếu. Ta có nhóm dầu khí hôm nay cũng đỏ điểm anh chị. Bất động sản thì có sự hồi phục nhưng mà cuối phiên thì đóng cửa không đẹp cho lắm anh chị nhé. Nhóm trụ tương tự, nhóm trụ thì hôm nay VIC kéo cho chỉ số khá tốt. Đấy, tuy nhiên là đến cuối phiên thì cũng không được đóng cửa cao nhất phiên. Rồi một số các cổ phiếu khác, ví dụ như là nhóm cảng biển thì ngày hôm nay cũng bị đỏ điểm. Nhóm bất động sản, khu công nghiệp thì là một cái nhóm bật tăng khá tốt trong ngày hôm nay. Các cổ phiếu mà chúng ta đã pick, ví dụ như là IDC này, VGC đều có cái sự vận động khá tốt, đặc biệt là IDC trong ngày hôm nay chúng ta đã pick trong hai phiên trở lại đây rồi. Ok chị, thì đấy là review nhanh cho anh chị về thị trường. Còn xét một chút về hành động của khối ngoại thì ngày hôm nay khối ngoại bán ròng rất mạnh anh chị nhé, bán ròng đâu đó là 652 tỷ và tập trung vào cổ phiếu MWG. Nếu như trừ đi cổ phiếu này thì hôm nay vẫn bán ròng tầm hơn 400 tỷ, thì đây là một trong những cái điều tiêu cực anh chị nhé, điều tiêu cực ở trong ngắn hạn. HPG thì cũng bị bán ròng trong ngày hôm nay. Tự doanh thì chưa có thông tin, thanh khoản thì có cái sự cải thiện từ ngay đầu phiên sáng, tuy nhiên là đến phiên chiều thì nó cũng không duy trì được anh chị. Rồi thì đấy là review nhanh cho chị về thị trường. Tiếp theo là với cái sự vận động của thị trường trên cái khung cái sự vận động trong phiên ngày giao dịch ngày hôm nay, thì trong các cái phiên giao dịch tiếp theo thì thị trường sẽ có cái sự vận động như thế nào anh chị nhé, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích trong cái video này. Thì hôm qua thì chúng ta trao đổi với nhau ấy, ta trao đổi với nhau là mình sẽ chờ một cái phiên xác nhận tạo đáy. Thì với cái phiên đấy thì hiểu rõ về cái bản chất và ý nghĩa là như gì, là như thế nào, thì Nam sẽ chia sẻ với chị một chút nhé. Đây là ở trong Zoom khách hàng. Thì hôm nay thì chúng ta kỳ vọng nhưng mà nó không xảy ra anh chị. Nó chỉ là một cái phiên mà chạm cái vùng kháng cự và nó bị rơi xuống thôi nhá. Thì phiên xác nhận, hiểu rõ phiên xác nhận tạo đáy anh chị, điều kiện ấy, thứ nhất là index nó phải tăng được 1,2 cho đến 1,5%, với điều kiện là tức là 15 điểm trở lên, với thanh khoản gia tăng mạnh so với phiên trước đó, đâu đó khoảng tầm 15.000 tỷ, 14 đến 15.000 tỷ. Thì hôm nay thì thanh khoản nó có sự gia tăng nhưng mà điểm số thì nó không đạt, cho thấy là cái áp lực bán vẫn có, đúng không? Thì nếu với cái điều kiện thứ hai, đấy là điều kiện cần, điều kiện đủ ấy, là phải có một cái dòng cổ phiếu đủ cái sức nặng để dẫn dắt thị trường, ví dụ như là banh, trứng thép hoặc bất động sản, dầu khí, bất động sản, khu công nghiệp, tức là phải các cái dòng cổ phiếu lớn ở trên thị trường nó dẫn dắt, thì đấy là cái điều kiện cần, đúng không? Điều kiện đủ. Đấy, còn về cái xác suất thất bại thì kể cả như là có phiên xác nhận tạo đáy thì nó vẫn có cái nguy cơ thất bại và vẫn có xác suất 20% thất bại. Đấy, cái ý nghĩa là gì? Ý nghĩa thì của phiên xác nhận thì nó không phải là một cái phiên mà chúng ta all in, mà là phiên xác nhận cái sự tạo đáy thành công của thị trường, sau đó thị trường sẽ không giảm mà tìm đáy mới nữa và sẽ cân bằng tích lũy, có thể chuyển sang cái trạng thái sideways hoặc là sideways up anh chị, đúng không? Tức là chúng ta lo sợ thị trường nó đi tìm một cái đáy mới, thì khi mà có phiên xác nhận thì đấy nó không phải là phiên mà chúng ta all in, mà kể cả có phiên xác nhận, đúng không, sau đấy thị trường nó vẫn có những cú nó restart lại, chúng ta vẫn mua thoải mái, không việc gì phải vội anh chị, đúng không anh chị? Đấy, chứ anh chị đừng có hình dung là thị trường nó kéo thẳng hình chữ V, nó chưa có cái chuyện đấy anh chị. Bây giờ cái số lượng nhà đầu tư bị kẹp ở phía trên rất là nhiều, đúng không? Còn thanh khoản thì thấp, không thể nào kéo hình chữ V được anh chị. Đấy là điều bất khả thi. Đấy, mọi người có bảo là có thể là kéo nghi ngờ, ok, nghi ngờ 5 phiên, 7 phiên, ok anh chị, nếu nó khỏe, nó có hoàn toàn có thể kéo nghi ngờ 5, 7 phiên, thậm chí 9 phiên. Nhưng mà nó sẽ không đi được xa anh chị, nó cứ đi chậm chậm như này thôi. Đấy, chậm chậm như này đi lên, nhưng mà nó sẽ không đi được xa. Và nó kéo rướn, thậm chí nó còn nguy hiểm hơn. Anh chị nhá, giống như ở đây này, kéo rướn này, sau đó vẫn giảm rất mạnh. Đấy anh chị nhé. Đấy, do vậy cho nên là mình cần một cái phiên xác nhận. Cần một phiên xác nhận.
Đấy, tức là cái phiên xác nhận đấy mình cần để xác nhận một cái sự tạo đáy thành công để cho thị trường nó không đi tìm một cái đáy mới. Dung ạ. Đấy, còn nếu như đó sẽ là cái môi trường khi mà nó có phiên đấy ấy, thì nó sẽ là một cái môi trường tốt để chúng ta tham gia vào thị trường sau đó anh chị. Tức là sau khi có phiên xác nhận thì chúng ta sẽ tham gia vào các cái phiên test lại sau đó. Ok anh chị. Đấy, còn cái việc tham gia như thế nào, cổ phiếu thì vẫn phải tập trung vào cái trạng thái của từng nhóm ngành, các cái câu chuyện vĩ mô của từng các cái nhóm ngành và đưa ra các cái cổ phiếu mạnh nhất để tham gia. Tức là mua thì mọi người vẫn phải tập trung vào cổ phiếu để mua. Còn thị trường nó chỉ là một biến số thôi. Chúng ta có biến số về thị trường, biến số về vĩ mô trong nước, ngoài nước, biến số về các cổ phiếu, biến số về các cái nhóm ngành. Thì thị trường nó chỉ là một trong những cái yếu tố. Tức là mình cần một cái là có một cái sự xác nhận của thị trường. Là sau đấy thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để tham gia. Bởi vì là như Nam đã nói, thị trường nó đã xác nhận ấy, thì nó sẽ đi lên không chỉ là một hai phiên, nó không phải là 5 7 phiên, nó có thể đi lên cả tháng anh chị, 2 tháng cũng có, đúng không? Đúng anh chị? Đấy thì đấy là cái ý nghĩa của phiên xác nhận, không phải là cái phiên để ôn in anh chị, không phải phiên mua đuổi ấy. Người nhớ chúng Nam chứ không phải là mình bảo chờ như vậy là đến cái phiên đấy là mình nhảy vào mua đuổi anh chị, đúng không? À, tiếp theo, do vậy thì chúng ta cứ bình tĩnh anh chị, kể cả hôm nay có phiên bùng nổ thì sau đó thì vẫn sẽ có những cái nhịp test trả lại để chúng ta tham gia. Đi đâu mà mất anh chị, đúng không? Đấy, điểm mua chuẩn thì điểm bán sẽ chuẩn, đua mua và mua bừa bãi thì khi thị trường test trả lại thì sẽ bị thua lỗ trong ngắn hạn. Đấy, còn nếu mà chưa có phiên xác nhận thì Nam vẫn giữ quan điểm đây chỉ là nhịp hồi phục và chỉ kiếm tiền lẻ với 30% khối lượng cổ phiếu thôi anh chị nhá. Anh chị nào đánh khéo thì cái đoạn vừa rồi mọi người được khoảng 10% 10%, nhưng mà kể cả cái đoạn này anh chị bắt đáy nhé, thì chỗ này Nam khẳng định với anh chị, ví dụ như anh chị có 1 tỷ, mọi người chỉ bắt đáy khoảng tầm 200 triệu 300 triệu nhiều, ai dám bắt đáy all in full margin ở đây thì nó chỉ là những cái nhịp 10 20%. Đấy, nó không phải là cái nhịp anh chị làm giàu, đúng anh chị? Đấy, một hai phiên thì anh chị cứ sợ thị trường bỏ rơi, chứ còn về cơ bản thì kể cả hôm nay thị trường nó giảm, ngày mai nó có thể bùng nổ lên thì sau đấy nó vẫn phải test anh chị. Đường MA20 nó vẫn còn đang hướng xuống này, đúng không? Nếu mà đẹp nhất thì nó phải từ từ nó bẻ cong ra như này, tức là nó phải vượt được anh chị, sau đó nó còn test lại này, test lại này, rồi từ từ nó mới đi lên được. Nó phải bẻ cong vào đường MA nó đang hướng xuống, đúng không? Bây giờ anh chị phải cho nó bẻ cong và dần dần nó hướng lên đấy thì nó mới lên được, đúng không anh chị? Đấy là một cái trường hợp mà nếu nó có xảy ra bùng nổ thì chúng ta sẽ yên tâm hơn, là bởi vì nó vượt qua được cái vùng kháng cự 1160 đây, 1165 này, nó vượt qua được vùng này thì nó sẽ xác nhận đây là một cái đáy, gọi là đáy bền vững của thị trường, tức là thị trường nó sẽ không đi tìm một cái đáy mới nữa và nó tích lũy quanh đây và từ từ nó đi lên. Đúng anh chị, chúng ta có một cái eo mây tương lai này đấy, thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào cái nhịp mà nó tích lũy và nó phóng lên cái eo mây đây này đấy, ví dụ nó bùng nổ lên này, nó tích lũy này, từ từ nó phóng qua đây là đẹp nhất đấy. Còn trong cái trường hợp mà nó quay trở lại nó test hai đáy, nó vẫn có trường hợp nó test hai đáy này, đấy, test vào đáy hai này, sau đó nó mới đi lên, nó mới vượt MA20 sau. Và nó khi mà nó test hai đáy ấy, thì Nam cũng đã làm một cái video cho anh chị về cái trường hợp test hai đáy. Nếu như test hai đáy thì không phải khi test đáy chúng ta mua, và test đáy và hướng lên anh chị nhé. Mọi người hình dung là nó phải test đáy và nó phải xanh trở lại, nó có các phiên sau là phiên xác nhận, và phiên xác nhận vào phía sau có thanh khoản gia tăng thì lúc ấy chúng ta đánh ở phía sau nó sẽ an toàn hơn và vượt MA20 nó sẽ an toàn hơn. Đấy là dành cho những anh chị mà an toàn, mình vẫn nói với anh chị là anh chị mua cao hơn một chút cũng được, nhưng mà nó có cái sự xác nhận của dòng tiền nó vượt được MA20, người đánh nó yên tâm hơn cực kỳ nhiều, là do cái đoạn này. Bởi vì là nếu như thứ nhất là không có phiên xác nhận, đúng không, thứ hai là nó test đáy, nó test nó không hướng lên và nó test đáy không thành công, nó đi tìm một cái đáy mới là cực kỳ mệt nhá, cực kỳ mệt, nó đi tìm một cái đáy mới là cực kỳ mệt, đúng không? Còn cái đoạn này mình không biết là các anh chị kiếm được bao nhiêu tiền, người bắt đáy được bao nhiêu tiền, đúng không? Bắt đáy thì bên mình cũng bắt đáy, một số cổ phiếu tham gia mình vẫn có tham gia, ví dụ như là hai hôm trở lại đây chúng ta vẫn tham gia IDC, chúng ta vẫn tham gia VGC, rồi chúng ta vẫn có một vài cổ phiếu như là VPBank, một vài cổ phiếu tham gia, đúng không? Thì tất nhiên là không phải tham gia nhiều nhưng mà vẫn có tín hiệu, ví dụ chứng khoán thì vẫn có SHS, SSI ở trong các cái zoom tín hiệu của câu lạc bộ anh chị nhé. Đấy thì trao đổi với anh chị là như vậy, chứ không phải là chúng ta không tham gia, nhưng mà tỷ trọng ở một cái mức vừa phải, tránh cái trường hợp mà thị trường nó test lại đáy không thành công, hoặc là nó không có phiên xác nhận tạo đáy, nó còn tiếp tục đi tìm một cái đáy mới. Anh chị dùng ví dụ ở đây này, anh chị thấy MA20 hướng xuống không, nó không vượt được đúng không, đấy nó không có phiên xác nhận đúng không, nó không vượt được, nó không có phiên xác nhận, đây cũng là phiên rút chân giống như phiên ngày hôm qua, hôm nay chạm MA20 cũng có khối lượng nhưng mà không bật được lên, sau đó anh chị này từ từ rơi này, tìm một cái đáy mới này, chị thấy mệt mỏi không ạ, đúng không? Vào ăn thì chả biết là ăn được bao nhiêu, chả biết là được 10% không, mua khéo thì mới được 10%, ví dụ như là chứng khoán này, quan trọng như SSI anh chị mua khéo thì anh chị mua được quanh cái vùng giá 31 32
đấy 30 thì bây giờ anh chị được hơn 10%. Đấy là bắt được cái đáy thấp nhất nhé. Mà mình chia sẻ với anh chị ấy là mà khi bắt đáy thì người ta cũng chỉ bắt đáy 10-20% thôi, đâu được nhiều đâu anh chị. Đúng không? Bây giờ anh chị bảo all in vào đây thì nó chưa ổn. Còn về thị trường thì trao đổi với chị là nó sẽ có các cái kịch bản như sau, mình nói lại một lần nhé. Một là có thể nó có phiên bùng nổ ở đây. Đấy, thì cái điều kiện bùng nổ Nam vừa chia sẻ anh chị rồi. Thì phiên bùng nổ không phải là phiên chúng ta all in, mà là phiên chúng ta yên tâm về thị trường và sau đấy chờ các cái nhịp nó test trả và mua cổ phiếu nào thì vẫn phải xem các cái trạng thái cổ phiếu. Kể cả nó không test nhưng mà cổ phiếu nó cho điểm mua chúng ta vẫn mua được sau phiên bùng nổ. Đúng không anh chị? Đấy là cái kịch bản đầu tiên nếu có phiên bùng nổ xác nhận tạo đáy. Thứ hai là thị trường test đáy, thì khi mà test đáy thì nó sẽ có hai kịch bản. Một là test thành công thì nó sẽ phải hướng lên. Nó hướng lên có nghĩa là gì? Hôm đấy nó test và hôm sau nó xanh trở lại và có cái dòng tiền gia tăng trở lại thì đấy là test đáy thành công thì hướng lên thì ta tham gia, hoặc là nó test đáy và rút chân trở lại nhá. Thì cái vùng hỗ trợ quan trọng bây giờ là 1130. Còn trong cái kịch bản test đáy thì nó sẽ còn một cái nguy cơ là nó rơi luôn. Đấy, nó rơi luôn, nó tìm cái đáy mới. Thì lúc ấy thì chúng ta anh chị nào mà có mà phải đưa mà tham gia full margin, full tỷ trọng là Nam trao đổi với chị là không kịp chạy luôn. Nhá, vì nó rơi nhịp cuối là rơi cực kỳ nhanh. Ở đây vẫn là cái mẫu hình hai đỉnh mà Nam chia sẻ với anh chị là nó xảy ra nhiều lần. Đây test lại một lần đúng không? Test lại cái vùng điểm pivot của mẫu hình hai đỉnh một lần này. Hôm nay nó test lại một lần nữa là hai lần. Đấy, một lần này, hai lần và chưa vượt được. Vùng 1155 1160 ấy. Thì anh chị hình dung ở trong quá khứ này. Đây. Cái đoạn 2014 nó xảy ra nhiều lần, ví dụ đây này. Đây này anh chị này, đây ở đây cơ đấy, một đỉnh này, hai đỉnh này, rơi xuống này test lại này, rơi xuống này test lại này, anh chị thấy không, nó thanh khoản thấp nó bé bám theo M20 mãi nó không vượt được, xong nó rơi tiếp này, mà nó rơi cực kỳ nhanh anh chị đấy, nó tìm một cái đáy mới đấy, sau đó nó có một các cái phiên watch out xong nó mới lên được đấy anh chị hình dung nhá. Đây cũng hai đỉnh nhá, hoặc là đây, đây cũng hai đỉnh này, một đỉnh này, hai đỉnh này, rơi xuống này test lại một lần này, rơi xuống tạo một cái đáy sâu hơn này, sau đó đây còn có phiên bùng nổ rồi này. Anh chị thấy vượt M20 này, test lại điểm pivot này, sau đấy vẫn rơi này. Đúng không? Do vậy cho nên là mọi người cứ vội vàng sợ mất cơ hội, chứ mình trao đổi với chị là thị trường nó đâu đâu có lên được nhiều đâu. Cổ phiếu anh chị nhìn tất nhiên là nó vẫn có cổ phiếu tốt hơn thị trường, ví dụ như IDC hôm nay nó vượt đỉnh, VGC vượt đỉnh, một vài cổ phiếu ví dụ dầu khí vượt đỉnh. Nhưng mà ví dụ các cổ phiếu như thép, như bất động sản nó vẫn đang mò đáy. Chứng khoán hồi phục trở lại đang có sự tích cực. Thì nếu như mà nó tích lũy ổn định chúng ta vào vẫn được, nó đâu có chạy mất đâu anh chị. Đúng anh chị nhá. Rồi đây, test lại vẫn rơi này, mà trao đổi với chị nhá. Cái nhịp rơi phía sau nó rơi cực nhanh. Anh chị, rơi sau nó rơi cực nhanh. Càng về đoạn cuối rơi càng nhanh. Đấy, mình thì mình không phải là chim lợn, không phải là, mà đây là những cái chia sẻ cho các anh chị để cho mọi người quản trị cái rủi ro tốt. Còn tất nhiên là mình mong thị trường lên chứ. Mình mong thị trường có bùng nổ chứ anh chị. Ngày nào mình cũng chờ thị trường. Đúng không? Mà mình nói luôn bùng nổ không phải là để anh chị vào book only full margin, mà bùng nổ để cho chúng ta xác nhận đây là vùng đáy và chúng ta sẽ đi yên tâm hơn về thị trường. Sau đấy chúng ta mua bán thì vẫn phải tập trung vào cổ phiếu anh chị. Trường bùng nổ và vẫn cần một cái đấy là có cái dòng dẫn dắt anh chị. Bây giờ chưa có, đúng không? Đấy, hoặc là thị trường nó test lại đáy, nó test đáy thì mình nói với chị rồi, test đáy phải hướng lên và có dòng tiền tham gia. Còn test đáy không thành công có thể sẵn sàng đi tìm đáy mới. Đó. Đấy là những cái chia sẻ hết sức là khách quan về thị trường ở thời điểm hiện tại. Còn mình sẽ chia sẻ thể hơn một chút ở trong cái khung đồ thị giờ. Thế chị thấy rằng là ta có một cái kênh tăng đúng không? Kênh tăng ở trong khung đồ thị giờ và ngày mai sẽ là ngày tương đối là nhạy cảm khi mà ngày mai chúng ta có một cái hõm mẩy ở đây. Ngày mai và thứ hai anh chị nhé, mai là thứ sáu rồi. Thứ hai là cái vùng tương đối là nhạy cảm của thị trường. Đấy, nó có thể là đi vào cái vùng hõm mây này là cực kỳ nguy hiểm. Còn hôm nay thì Nam trao đổi với chị là để thị trường nó công phá được vùng này nó cực kỳ khó. Bởi vì đây là vùng cản rất mạnh. Nó phải cần một cái dòng tiền cực lớn thì nó mới công phá được. Còn không là rất có thể nó sẽ bò theo, ví dụ Chiku nó bò theo cái vùng này nó xuyên xuống đây này. Đấy, đường giá nó bò cái vùng này nó xuyên nó EMA này. Thì vùng này cũng có thể nó về đây nó bật được lên. Đúng không? Nó test đáy thành công là nó phải bật lên và nó có dòng tiền gia tăng. Còn nếu như nó test đáy không thành công mà nó chui tọt xuống đây ấy, là nó đi tìm đáy mới. Đấy chị, còn cái kịch bản tích cực đấy là nó có cái phiên xác nhận đấy, thì lúc ấy chúng ta cực kỳ yên tâm về thị trường. Đúng không? Tất nhiên là có 20% là xác suất là sai, nhưng mà ta vẫn yên tâm hơn. Đúng anh chị? Sau đấy thì mua cao hơn một chút được. Các cổ phiếu, lựa chọn cổ phiếu để mua chứng khoán rồi thép rồi cảng biển rồi thủy sản đúng không? Rất nhiều cổ phiếu anh chị.
Còn một hai phiên thì mình nói với anh chị là một hai phiên ấy, anh chị không giàu một hai phiên đâu. Anh chị giàu trong một cái chu kỳ của thị trường, giàu trong một cái quá trình đi lên của thị trường và quá trình đi lên của cổ phiếu. Đúng không? Còn rất có thể anh chị chỉ cần sai một nhịp thôi, đúng không? Thị trường nó quay đầu một cái là mệt. Anh chị nhá. Rồi thì tất nhiên là mình không mong kịch bản đấy, nhưng mà mình cần có một cái sự cẩn trọng. Thế thôi anh chị, ngày mai ở trong cái khung đồ thị thứ nhất là khung đồ thị giờ, thì hôm nay thì mình cần nó đóng cửa trên 1150 thì nó đóng cửa trên rồi. Tuy nhiên là nó cũng đang chấp chới ở cái kênh. Đấy, chấp chới ở kênh này. Nó mất đi kênh này là nó khá là tiêu cực ở trong ngắn hạn anh chị nhé. Kênh này là hình thành từ vùng 1106 lên. Thế thì tất cả các cái nhịp mà thị trường nó hồi phục trong nhịp trước ấy, anh chị hình dung là nó đều có kênh hết. Thấy không? Nó đều bám kênh đi lên này. Đấy, và nó gãy kênh bắt đầu nó mới đi vào những cú giảm, hay là kể cả ở đây thì đây khung giờ nhé anh chị nhé. Đấy, anh chị nào đánh khung giờ thì mọi người nhìn nó có kênh hết mà. Đấy, gãy kênh này, test lại này, rơi này, đúng không? Tốt nhất là nó nên bò theo đường này nó đi lên. Chứ bây giờ nó gãy kênh rồi nó lên nó test rồi nó rơi là mệt nhá. Cho nên là mọi người lưu ý một chút nhá. Chút. Trong khung 15 phút, đấy 15 phút thì anh chị thấy là VN Index hiện tại trước mặt nó là một cái MA mỏng. Và hôm nay đường giá bắt đầu mất tây can kijun. Ở đây band cũng đang rất là chặt. Đấy thì trong ngày mai và thứ hai thì Nam cho rằng là cái biến động của thị trường lớn hơn. Và đặc biệt là tối ngày hôm nay chúng ta có cái thông tin liên quan đến chỉ số CPI của Mỹ ấy. Đấy thì để xem nó sẽ có tác động như thế nào anh chị nhá. Ok, thì trong khung 15 phút thì đang rất là chặt về phái sinh thì Nam cũng nói với anh chị rồi. Đấy. Hôm nay thì phái sinh nó gãy trước rồi. Gãy trước kênh rồi và nó đang nằm ở bên dưới. Phiên cuối phiên ngày hôm nay thì nó vẫn được kéo, nhưng mà ngày mai nó vẫn đang đi đi qua một cái MA mỏng. Đấy. Ngày mai sẽ là một cái ngày quan trọng anh chị, 6 ngày quan trọng nhá. Một là thị trường khả năng nó sẽ có biến động nhiều hơn. Đấy, có thể nó sẽ test đáy hoặc có thể nó bùng nổ trong ngày mai. Đấy, anh chị. Đấy thì chúng ta sẽ chờ cái phiên ngày mai xem thế nào, nhưng mà cái nguy cơ về cái việc nó test đáy thì mình thấy là cao hơn đấy. Nguy cơ về việc test đáy cao hơn khi mà cái trước mặt của nó lại MA mỏng và nó đang nằm ở bên dưới TK và Kijun Band thì đang bóp chặt rồi. Kênh thì gãy rồi trong phái sinh, còn VN Index thì đang chấp chới anh chị nhá. Đấy thì ngày mai sẽ là vùng quan trọng để chúng ta test đáy nhé, mọi người nhớ nhé. Test đáy này không phải là test đáy để mua, test đáy mà nó phải hướng lên. Đấy, mọi người nhớ giúp Nam nhé. Cái việc hướng lên nó sẽ là cái cực kỳ quan trọng trong tất cả các cái nhịp test đáy. Tức là một là nó rút chân, hai là phiên ngày hôm sau nó rút chân, nó xanh trở lại, nó xanh trở lại và có cái dòng tiền gia tăng, thì đấy sẽ là cái thời điểm hai đáy thành công. Còn nó test đáy mà nó không test đáy thành công thì nó sẵn sàng đi tìm một cái đáy mới. Chị Dung nhá, thì đấy là toàn bộ những cái suy nghĩ của Nam về thị trường đấy, chứ không phải là đây là cái thời điểm chúng ta kiểu buông thả bản thân. Thường nó tăng được 1, 2, 3, 4, 5 phiên, đúng không? 5 phiên tăng điểm liên tiếp rồi. Chúng ta buông thả bản thân mà cứ nhảy vào mua đuổi là hết sức là nguy hiểm. Mua đuổi thì cũng được, đúng chị? Nhưng tỷ trọng vừa phải, tỷ trọng là cái quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại nhá. Khi nào mà nó có sự xác nhận ổn định trở lại thì mình báo với anh chị là nâng tỷ trọng, đánh một cách thoải mái hơn. Ok, thì đấy là góc nhìn về thị trường. Anh chị đang tham gia theo dõi cái video này, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím dưới một comment để tăng cái độ tương tác của cái video ngày hôm nay. Anh chị cần tìm người đồng hành thì liên hệ với Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình để Nam hỗ trợ cho anh chị. Anh chị cần có một cái tài khoản VPS để trở thành khách hàng của Nam. Nếu như mà đã có rồi thì anh chị chuyển ID, thì đây là cái hướng dẫn về việc chuyển ID anh chị này. Anh chị đăng nhập vào app, bấm vào avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận, rồi vào phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình. Nam hỗ trợ anh chị vào trong các Zoom VIP. Ngoài ra thì Nam cũng đang triển khai các cái Zoom thu phí. Anh chị nào muốn vào Zoom thu phí thì cứ liên hệ với Nam nhé, Nam sẽ hỗ trợ anh chị. Cái dịch vụ ủy thác đầu tư và quản lý tài sản của Global ITP ấy, thì Nam cũng đang phụ trách. Anh chị nào muốn tham gia thì cứ liên hệ với Nam, thì Nam sẽ gửi cho anh chị các cái điều khoản cụ thể nhé. Thì đấy là về thị trường và một phút về quảng cáo. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn nhanh về các cái nhóm ngành. Đầu tiên nhóm chứng khoán, thì Nam thấy là hồi phục khá tốt. SSI là cổ phiếu mà mình đánh giá là hồi phục tương đối tốt trong cái nhịp này. Nó vượt được qua MA20, vượt phá được cái thế khách sạn ở đây rồi. Thì trong các phiên giao dịch tiếp theo, cái vùng hỗ trợ của nó là vùng 33. Con này mà test lại 33 mà thanh khoản thấp thì anh chị có thể lấy được nhá. Anh chị nào muốn thăm dò thì có thể lấy được SSI. Tiếp theo là VND. Đấy, hôm nay bắt đầu vượt MA20 và đang có các tín hiệu tích lũy ở đây. Thì nếu mà ổn nó cũng phải tích lũy từ từ, nó bóp cái band vào anh chị. Kể cả SSI thế. Không thì bây giờ hỗ trợ của nó là 33. Thì nếu anh chị nào đang có hàng thì mà thủng 33 thì anh chị bán. Đấy, còn nếu như mà nó xanh mạnh lên lên cái vùng 35.x thì anh chị 34.x gần 35 ấy thì là vùng cản anh chị cũng bán được.
Còn để mà nó đi lên đi xa ấy thì góc nhìn của Nam là cần tích lũy. Cần tích lũy anh chị nhá. Cần tích lũy ở đây bóp dần cái band vào. Có một đáy MACD rồi. Thì trong ngắn hạn mà thủng 33 thì bán. Nếu như nó test lại tạo thêm một cái đáy nữa rồi nó đi lên ấy thì MACD nó cũng sẽ có hai đáy. Đây nó có một đáy rồi. Test lại một cái rồi từ từ nó đi lên. Đấy thì cái nhịp sau hai đáy nó đi lên thì nó sẽ khỏe hơn. Và mình vẫn nói với anh chị là một đáy thì anh chị hình dung là chúng ta đi bằng một chân ấy. Đấy, còn nếu mà hai đáy thì đi bằng hai chân thì bao giờ nó đi được xa hơn và đi nó bền vững hơn nhá. Thị trường cũng thế thôi đúng không, nhưng mà để tạo ra cái chân thứ hai thì mình vẫn nói với anh chị rồi, test đáy hướng lên có dòng tiền tham gia ok nhá. Thì đấy là nó sẽ phụ thuộc vào cái kỹ năng cũng như là cái kinh nghiệm của anh chị trong quá trình giao dịch. Rồi chúng ta có HCM đấy, HCM hôm nay cũng vượt lên nhưng mà cuối phiên cũng bị bán lại anh chị đấy, vượt được qua vùng kháng cự rồi. Con này thì nó cần giữ được 31 anh chị nhé, cần giữ được 31 ở vị như thế cho nó tích lũy đi. Đấy, nó con này thì còn chưa vượt được anh chị, hôm nay gặp kháng cự bị bán này. Một là nó quay lại nó test tạo một đáy nữa. Đấy, nó thể kiểu kiểu như này, nó đi lên. Tích lũy là đi lên thì là ngon nhất anh chị. Cái này nó mới lên được anh chị. Không phải là cứ tự nhiên nó chạy ầm ầm lên đâu. Đấy, nó có chạy ầm lên ấy, nó có mà nó cứ kéo rướn lên đây nó lại bị xả về đây thôi nhá. Cho nên là nó kéo rướn thì thôi, vì cái biên nó không được nhiều anh chị. Còn nếu như mà nó test lại thì chúng ta sẽ quan sát để tham gia nếu như test thành công nhá. Nhìn cả thị trường nữa. Cái chứng khoán, nói chung là chứng khoán thì mình đánh giá là đẹp nhất là mấy con chứng khoán nhỏ ấy, thì STS này, BSI này là các cổ phiếu có sự vận động tốt, rồi MBS này là tốt nhất anh chị. Con này là tốt nhất. Còn chứng khoán lớn thì SSI và SHS. Còn mấy con như VND này hay là HCM, VCI thì còn yếu hơn anh chị nhá. Nếu chọn thì chọn mấy con kia nó khỏe hơn. Đấy thì đấy là chứng khoán anh chị mà muốn tham gia ấy, thì ngày mai nó test nó giảm thanh khoản thấp thì anh chị có thể thăm dò, nhưng mà chưa phải là thời điểm mua mạnh đâu anh chị nhá. Đây là chứng khoán. Tiếp theo thép, thép thì HSG hôm nay cũng chạm M20 cắm xuống cũng bị bán nhẹ anh chị, còn đang tích lũy ở đây thôi. Đấy, nếu mà thép thì mình thấy là Nam Kim là khỏe nhất. Nam Kim bây giờ là đang đẹp hơn, nó vượt được cái vùng giá 20 rồi, thì con này cứ tích lũy trên 20 là ổn anh chị. Nó cứ tích lũy quanh cái vùng này rồi, chặt cái biên độ và bóp chặt cái band vào là Nam nghĩ là ok. Mà thủng 20 thì khả năng lại phải tìm lại test lại cái đáy dưới 19.x nhá. Hoa sen tương tự thôi. Con này thì cứ tích lũy trên 19 là được, thủng 19 thì phải test lại 18. Đấy. Cho nên là anh chị nhìn vậy thôi nhưng mà nó đâu chạy được đâu. Hòa Phát này. Thì thấy cũng mô hình hai đỉnh đúng không? Nó test hai lần rồi nhá. Đấy, test này. Đấy, test ở đây hai phiên test rồi. Hôm nay cũng chạm 20 bị bán xuống. Khoản thì cũng có dấu hiệu to nhưng chưa vượt được 26.x này, nó cản nó mạnh lắm anh chị. Trước Nam bảo anh chị là anh chị đánh ngắn hạn thì quanh vùng này anh chị bán, còn bây giờ nó mới có một chân thôi, bây giờ nó test lại một đáy nữa, test thành công thì mua, còn nó test không thành công ấy, nó còn thủng nữa thì sao, đúng không anh chị? Còn 26.x thì vẫn là vùng bán, còn hôm nay thì nó bị nước ngoài bán cho nên là nó cũng bị giảm yếu hơn một chút. Thép thì còn con VGS này, Nam nghĩ là con này thì chung là bằng con Nam Kim nhá. Này anh chị muốn mua, nếu mà muốn mua thép thì chọn con này với Nam Kim ấy. Nó có những cái nhịp mà nó test trả lại thì anh chị quan sát nhé. Bất động sản thì hôm nay Đất Xanh cũng tăng lên bị cụt đầu anh chị này. Chung là chạm đây chạm cản là phải anh chị phải bán ra rồi. Còn mấy con này nó yếu, mấy con này còn yếu hơn thép anh chị. Yếu hơn thép, yếu hơn chứng khoán nhiều. Tích cũng thế này. Đấy, vẫn còn nằm ì bên dưới này, sell thế này, sell nay sáng hưng phấn được 4% đúng không? Cuối phiên thì vẫn đóng được 3%. Con này thì biên nó rộng anh chị. Nhưng mà cản ở đây dày lắm, chưa lên được anh chị nhá. Lên được thì phải tích lũy từ 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 mới lên được. Trong khung mình nhìn trong khung H1 một chút xem có tín hiệu gì không nhá. Đất Xanh này, đấy, bắt đầu có một đáy, hai đáy. Có một nhịp bật lên MACD lên đến 0 rồi. Mấy con này thì vẫn còn dư địa hồi phục anh chị. Tích này, còn dư địa hồi phục. Đấy, rồi sell này. Còn dư địa hồi phục anh chị nhá. Còn mấy con như là SSI thì chị thấy là nó lên trên này rồi. Lên trên cản rồi, nó khỏe hơn anh chị, thì nó cần phải tích lũy lại. Còn mấy con kia nếu thị trường tốt thì nó chỉ là sự hồi phục thôi nhá. Bất động sản ấy, bất động sản thì Nam nghĩ là hồi phục vẫn ưu tiên bán rồi. Thì đấy là ba cái nhóm ngành bị rơi giai đoạn vừa rồi. Bây giờ mình sẽ đi sang các cái nhóm ngành mà giữ giá tốt, xem đang có sự vận động như thế nào. Đầu tiên là cuốn thủy sản. Thủy sản thì ANV là một cổ phiếu có form, có nền. Và góc nhìn của Nam là anh chị nào muốn nuôi đánh một cái tỷ trọng nuôi đánh nền ấy, thì đây là một cổ phiếu đáng để chú ý. Cái vùng mua thăm dò cho các anh chị là quanh vùng giá 38, dưới 38, và vùng mua đẹp là vùng giá 36 thì chưa chắc nó đã về đến đây.
nay thì nó giảm đâu đó 2,5%. Con này mà giảm một cây sàn nó mới về đây chị, hơn một cây sàn. Đấy, nó về vùng mua đẹp của nó là 36x, thì đây sẽ là vùng mua đẹp. Còn cái vùng mà anh chị có thể tham gia là quanh 10-20, quanh 38 ấy này nhá. Quanh 38-37x sẽ là vùng có thể tham gia được đối với cả con ANV. Đây nó vẫn là một cái form lớn. Các tuần thì cũng đang có cái sự tích lũy rất là chặt. Em nghĩ là tích lũy chặt và là một form lớn để có thể chơi được. À, quan trọng ấy là mình chờ cái sự xác nhận của thị trường hoặc test đáy 2 thành công của thị trường. Đây sẽ là một cổ phiếu anh chị có thể chú ý đánh form lớn. Còn mấy cổ phiếu kia thì nói chung là đánh T cộng thôi anh chị, ví dụ là chứng khoán này, bất động sản, thép, tạm thời đánh T cộng thôi. Nó chưa có, nó chưa chưa hoặc là thép thì vẫn còn cái nền tảng lớn anh chị. Đây nó vẫn là một cái form rất lớn, nhưng mà mình cần nó phải hồi phục trở lại đã. Nam Kim tương tự, chứ còn chứng khoán ấy, khoán thì Nam nghĩ là nó từ đầu năm bây giờ nó tăng rất là dài rồi nhá. Tăng rất là dài rồi, cho nên là cái đoạn này thì đang là cái sự gọi là tích lũy ở đây để nó tăng tiếp được ấy. Mình vẫn nói với chị là nó phải có một cái nền rất là dài ở đây, đâu đó khoảng tầm vài tháng, nó chỉ đi biên đây vài tháng thì nó mới tăng được. Ví dụ như đoạn này này, anh nhìn thấy không, cái đoạn năm 2020-21 này nó tăng một nhịp dài này, sau đấy thì nó đi biên rất là một đoạn rất là dài, sau đấy nó mới tăng được vào một cái nhịp mới. Anh chị nhìn nhìn này thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn nhé. Bên này này, đây thế mọi người thấy không, tăng này, đi nền này, rơi xuống này, hồi lên này, đi nền này. Đấy, xong đến cái đoạn này nó mới vào sóng mới này. Khoán bây giờ nó cũng thế anh chị, nó mới tăng một đoạn rất là dài rồi thì bây giờ nó phải tích lũy đi nền. Đấy, anh chị có đánh thì cùng lắm là nó chỉ đánh biên như này thôi, biên trên biên dưới như này thôi. Còn không biết là nếu thị trường nó mà giảm thì con này nó còn chiết khấu thêm cơ. Còn hiện tại nó giữ được cái biên này là tốt rồi. Còn mấy cổ phiếu mà anh chị đánh mà nền tảng lớn được thì con sản là có thể chú ý nhé, thủy sản chú ý được. ANV là đẹp nhất, IDI thì cũng là một cái form lớn nhưng mà mình thích thủy sản hơn. IDI đến chị có thể chú ý quanh cái vùng giá 10 dưới 14 nhé, 13.6 cho đến 13.8 là cái vùng mua đẹp. ANV thì anh chị phải chờ nó chiết khấu thêm một chút, mua thăm dò quanh 38 thôi, còn ở bên dưới là 36 là hỗ trợ mạnh. Rồi tiếp theo dầu khí, PVD thì hôm qua tăng mạnh, hôm nay thì cụt đầu, ngày mai thì hàng lớn về. Ngày mai buổi sáng nó sẽ là cái phiên rất là quan trọng của PVD, xem là liệu nó giữ giá hay không. Đấy, con này anh chị nào có nhé, thì nếu mà nó thủng lại 26 thì phải bán ngay. Vì đây nó sẽ là một cái phiên phân phối, nó sẽ thể hiện là một phiên bull trap và phân phối. Tốt nhất là nó nên giữ quanh cái vùng giá, trên cái vùng giá 27, nên giữ vùng này. Nó tích lũy để có thể lên tiếp được. Còn đây là những cổ phiếu giữ giá tốt và nó đang có dấu hiệu vượt đỉnh ấy. Rất là khỏe, nói chung là hiện tại bây giờ là khỏe. Hiện tại giờ là khỏe. PVS này thì anh chị có thì vẫn giữ được thôi. Con này anh chị có thì đặt cái chặn lãi ở 37.7 là được. PSR thì chưa có điểm mua anh chị, PSR chưa có điểm. Đấy, con này thì vẫn đang tích lũy ở đây thôi, đang tích lũy thôi. Đấy, cả muốn mua nó mà test lại vùng giá sát 20 thì có thể chú ý được nhé, với cả PSR. Rồi đấy là dầu khí này, chúng ta sẽ nhìn một chút về các cổ phiếu bất động sản, khu công nghiệp. Thì hôm trước có pick cho anh chị IDI, hôm nay là một phiên break đẹp. Hôm trước thì pick quanh cái vùng giá 48 và vượt 49 thì anh chị có thể gia tăng. Đấy, thì hôm nay nó vượt thì quá là đẹp cho các anh chị nhé, thì mọi người tiếp tục nắm giữ. Con này thì Nam sẽ kỳ vọng về cái vùng target là quanh 60, đi quanh 60. VGC, đấy, VGC thì yếu hơn chút mà đây vẫn là cổ phiếu ổn anh chị, vẫn là cổ phiếu mà có một form lớn và đang tích lũy ở đây, vẫn ổn thôi. Nam nghĩ là vẫn ổn thôi. Hôm trước thì chúng ta mua quanh cái vùng giá 50-51 ở đây rồi, thì bây giờ anh chị cứ cầm nhé, cứ cầm thôi. Con này mình kỳ vọng về được quanh cái vùng giá tầm 58-60 với cả VGC. Tất nhiên là còn phụ thuộc vào thị trường anh chị, trường mà nó đi tìm đáy mới thì mấy con này nó không giữ được đâu nhá. Đấy, nên do vậy cho nên là đánh thì đoạn này mình chỉ ưu tiên khoảng tầm 30% đến 50% tùy các anh chị, nhưng mà tối đa mình nghĩ là nên 30% thôi. 50% thì nó vẫn hơi nhiều. Trường mà nó có thủng thì mọi người phải đưa cái tài khoản về an toàn ngay nhá. Còn đánh mạnh, đánh full margin hay như nào ở thời điểm hiện tại thì mình chưa nên. Rồi, đấy là về bất động sản, khu công nghiệp, nhóm đầu tư công. Chúng ta có HHV. HHV là cổ phiếu tốt nhất, anh chị vẫn đang tích lũy ở đây thôi. Con này thì anh chị mà muốn mua thì hôm trước quanh 17, mình nói anh chị có thể mua được quanh 17, 16.8, 17, đặt cắt lỗ ở 16 là ok nhá. Con này thì mình nghĩ là cứ cầm thôi, anh chị cứ cầm thôi. Nếu mà anh chị muốn chặn lãi thì chặn lãi luôn ở 16.5, còn muốn lì với nó là thủng 16 phải bán. LCG thì cũng đang đi nền, đấy, đang đi nền và chưa, đang chờ tiền vào nó đi kiểu này ấy, là trong khung H1 rất là chặt anh chị.
hay là FCN tương tự đang tích lũy rất là chặt ở trong khung H1. Chặt như này thì một là nó break lên, hai là break down anh chị nhé, rất là chặt thì nó break lên một cái thì ok. Anh chị mà mua thì đoạn này thì Nam nghĩ là với cái nền chặt và thanh khoản thấp như này thì anh chị có thể thăm dò được. Nhưng mà nhớ đặt stop loss, ví dụ như là LCG mà thăm dò quanh 13 thì đặt stop loss là 12.6. FCN mà thăm dò quanh cái vùng giá 15 đặt stop loss là thanh thăm dò quanh 15.5 thì đặt stop loss là 14.8. Thế thôi anh chị, thế thôi. Nhá, thì đây nó đang là cái dạng cổ phiếu mà đáy 1 này, đáy 2 này và không rơi anh chị. Nếu như ở chỗ này thì nó sẽ có hai trường hợp, nó phụ thuộc vào thị trường. Một là nó break lên. Đấy, nó tạo ra một nền break lên. Hai ấy, là nó cắm đầu đi xuống, mà cái nhịp này mà nó rơi là cũng hơi căng đấy anh chị nhé. Nhá. Đấy, vì nó đi nền ở đây rất là dài rồi thì chúng ta chờ xem, nó sẽ phụ thuộc vào thị trường khá nhiều ở cái đoạn này và dòng tiền thì vẫn đang rất là yếu. Mua bán ở đây thì người ta cũng rất là hạn chế. Mấy ông kẹp hàng thì thấy tích lũy này thì kỳ vọng bật. Mấy ông mua thì phải đợi sự xác nhận ông mới vào, hoặc là ông chỉ thăm dò nhẹ nhẹ thôi. Đấy, kiểu kiểu vậy anh chị nhé. Đấy, thì đấy là bất động sản khu công nghiệp, đầu tư công. PCG thì con này vượt được MA20 rồi, đang tích lũy. Con này thì cái vùng hỗ trợ của nó là 25. Anh chị nào muốn mua thì xem xét quanh 25 cũng được. Đặt cái stop loss ở vùng giá 23.5 nhé là được. Còn cái vùng hỗ trợ đẹp của nó là tuốt ở với 23 cơ. Đấy, đối với cả VCG. Rồi, đấy là VCG này. Chúng ta sẽ nhìn một chút về cảng biển này, HAH. Đang tích lũy thôi chị. Mấy con này thì mình vẫn nói với chị là mình chờ một cái cú rũ. Rũ bỏ và phải có cái sự quay trở lại thì đây mới là phiên mua này. Chứ không phải mua ở đây chị. Mua ở đây nhiều khi là nó rơi tiếp. Đấy, ví dụ như là mấy con như LCG nhé. Bây giờ nó cũng đang trong quá trình rũ bỏ đấy. Anh chị thấy là nó rũ sâu hơn đáy trước. Bây giờ nó chỉ cần nổ phiên thì cái phiên nổ lên xác nhận dòng tiền vào ấy, anh chị mua được. FCN tương tự nhé. Nhưng mà trong trường hợp nó bị rơi thì nói chung là chúng ta phải chạy. Tức là ví dụ như là con HHV này, HAH này. Đấy, thì đây là cái quá trình rũ bỏ này. Anh chị thấy là nó liên tục tích lũy thanh khoản thấp. Thì chỗ này nó xác nhận một cái thì anh chị nhảy vào múc. Đúng không? Dòng tiền nó vào cái nhảy vào múc. Còn trong trường hợp mà từ đây nó rơi thì anh chị phải chạy ngay. Kể cả anh chị mà có kẹp hàng, mọi người phải chạy, chứ không ở đây nó rơi rất kinh. Bởi vì là quá trình rũ bỏ là nó có cái cơ hội để quay trở lại, chứ không phải là cứ rũ bỏ là quay trở lại. Đúng không? Tức là đối với mình ấy, mình cần một cái sự xác nhận. Nhá anh chị nhá. Chứ còn cầm đèn trước ô tô thì có thể là mọi người sẽ đúng trong một hai deal. Nhưng mà có một lúc nào đấy mọi người sẽ bị sai. Sai thì sẽ phải trả giá. Thế thôi anh chị nhá. Nhớ cái điều đấy giúp Nam. Ok, thì đấy là toàn bộ những cái điều Nam muốn chia sẻ với anh chị trong cái video ngày hôm nay về thị trường cũng như là về các cái nhóm cổ phiếu. Quan trọng tại bây giờ thì vẫn nói nhắc lại với anh chị một điều ấy, là thị trường nó sẽ vẫn có hai cái kịch bản. Đầu tiên là có cái sự xác nhận. Xác nhận nói với anh chị rồi, không phải là thời điểm chúng ta all in, mà là chúng ta yên tâm về thị trường tạo đáy ở đây để chúng ta tham gia và lựa chọn các cái cổ phiếu một cách an tâm hơn. Còn mua bán thì vẫn phải dựa vào cổ phiếu thôi anh chị. Thị trường nó chỉ là một trong các biến số. Còn trường hợp thứ hai là thị trường quay về test đáy. Test đáy 2. Nếu như thị trường test đáy 2 thì sẽ có hai trường hợp. Một là test đáy thành công. Thì cái dấu hiệu của test đáy thành công đấy là thị trường nó phải có cái sự hướng lên và có cái dòng tiền nó gia tăng trở lại. Thì lúc ấy mọi người mua rất là an toàn. Còn trong trường hợp mà không test đáy thành công là nó sẽ còn rơi. Và cái nhịp sau Nam nói với chị là chắc chắn nó sẽ rơi mạnh và nhanh hơn nhịp này. Do vậy cho nên là đoạn này thì mình vẫn nói với chị là mình chưa đánh full và chưa sử dụng margin anh chị. Mình đánh một cái tỷ trọng 30%. Và đối với mình đây nó vẫn là một cái thời điểm kiếm tiền lẻ. Vẫn có một vài cổ phiếu cho anh chị tham gia. Mình vừa chia sẻ với chị rồi, đúng không? Ví dụ bất động sản khu công nghiệp chúng ta vẫn tham gia. Chứng khoán ngày mai một vài phiên tới test thành công, trường ổn định, mình vẫn có thể khuyến nghị nhóm chứng khoán đang tích lũy trở lại. Còn trong trường hợp mà không được thì thôi anh chị, nó sẽ phải cần có các cái điều kiện. Thì đấy là cái phương pháp của mình. Còn phương pháp của các anh chị mà anh chị muốn nói rằng anh chị đã full tài khoản, full margin rồi, thì đấy là phương pháp của các anh chị, nó không phải phương pháp của Nam anh chị nhá. Ok, bây giờ thì xin chào các anh chị. Anh chị muốn tìm người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư thì liên hệ với Nam theo số điện thoại trên góc phải. Nam hỗ trợ cho các anh chị trong quá trình đầu tư. Anh chị sẽ cần có một cái tài khoản VPS và có phát sinh giao dịch, có thể mở mới hoặc chuyển ID thì liên hệ với Nam. Thì đây là cái hướng dẫn chuẩn chuyển ID. Anh chị đăng nhập vào app, bấm vào avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, tích vào các dấu tích này, bấm xác nhận, rồi vào phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo số điện thoại trên góc phải để Nam hỗ trợ cho anh chị vào trong các cái Zoom VIP để chúng ta cùng nhau đồng hành vào đầu tư.
Ngoài ra thì mình cũng đang triển khai các cái Zoom thu phí. Anh chị mà muốn vào trong các Zoom thu phí thì liên hệ với Nam thì hỗ trợ anh chị nhé. Về cái dịch vụ cung cấp cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư và quản lý tài sản thì Nam cũng đang phụ trách ở bên câu lạc bộ ITP. Anh chị nào muốn hợp tác cùng câu lạc bộ ITP thì liên hệ với cả Nam. Nam hỗ trợ gửi cho anh chị các cái điều khoản cụ thể anh chị nhé. Rồi, bây giờ thì xin dừng cái video này ở đây. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong các cái chương trình tiếp theo. Chúc anh chị một buổi chiều tốt lành. Cả nhà cố gắng nhớ like giúp anh em nhé. Bye bye mọi người.